Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất, nóng nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức về tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đạo diễn khẳng định Phùng Ngọc Huy rất khéo chăm Lavi, rời lịch quay vì đưa Lavi đi khám bệnh. Đạo diễn Nguyễn Duy, người từng làm việc chung với Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương khẳng định rằng anh có chăm sóc Lavi thời điểm còn ở Việt Nam. Đã hơn một tuần, cố diễn viên Mai Phương qua đời, để lại cô con gái bé nhỏ Lavi. Ở thời điểm hiện tại, phía Phùng Ngọc Huy chính thức lên tiếng về việc giành được quyền nhận nuôi con gái của Mai Phương. Nhưng bên cạnh những niềm vui chúc mừng anh thì vẫn có nhiều luồng ý kiến chưa hết trách móc nam ca sĩ vì trước đó Phùng Ngọc Huy luôn bị chỉ trích vì là người cha bội bạc, thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên mới đây nhất, đạo diễn Nguyễn Huy, người đã từng có thời gian tiếp xúc làm việc với Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, đã chia sẻ về việc bạn trai cố nghệ sĩ vẫn luôn chăm sóc, quan tâm dành tình yêu thương đến Lavi khi ở Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân của đạo diễn Nguyễn Huy đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hậu trường lúc quay MV Bí mật trái tim và gửi chia sẻ về cảm xúc về cặp đôi Phùng Ngọc Huy, Mai Phương khi tạo nên sản phẩm âm nhạc này. Đạo diễn chia sẻ rằng chính Phùng Ngọc Huy đã cho rằng Mai Phương là người phù hợp để thể hiện bài hát này. Và trong thời gian bắt đầu quay những cảnh đầu tiên, cả hai đến phim trường bằng hai phương tiện khác nhau mà không đi chung xe. Thời điểm đó, phía đạo diễn chia sẻ rằng không biết mối quan hệ của cố nghệ sĩ và bạn trai như thế nào. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy làm việc rất ăn ý. Cả hai thoải mái, vui vẻ, phối hợp nhịp nhàng và không gây vấn đề gì khó khăn cho ekip. Thông qua điều này, Nguyễn Huy có thể khẳng định cặp đôi làm việc chuyên nghiệp, không kéo tình cảm vào công việc. Nam đạo diễn chia sẻ thêm một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ, ngầm khẳng định Phùng Ngọc Huy không phải người cha bội bạc, thiếu trách nhiệm. Anh cho hay, ngày quay cả Huy và Phương đều đến phim trường muộn hơn dự kiến vì cùng nhau đưa Lavi đi khám bệnh. Nguyễn Huy tiết lộ, chính Phùng Ngọc Huy là người điện thoại xin phép rời giờ ghi hình vì con gái gặp vấn đề sức khỏe. Việc chia sẻ những tâm sự dù đã cũ, nhưng nam đạo diễn hy vọng người hâm mộ sẽ có cái nhìn khách quan hơn bởi bạn trai cố nghệ sĩ Mai Phương, dù không ở Việt Nam, nhưng những lần cha con gặp gỡ, anh luôn dành hết tình cảm yêu thương cho con. Với người hâm mộ, sự ra đi của Mai Phương sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật vẫn chưa thể vơi đi nỗi đau buồn. Nhiều người hy vọng việc Lavi có thể trở về với bố sẽ giúp Mai Phương an lòng ra đi. Bé Lavi lần đầu được đưa về nhà sau một tuần Mai Phương qua đời. Quản lý của nữ diễn viên đã đưa con gái về nhà. Anh cũng là người thân cận và theo sát tình hình của Lavi trong thời gian qua. Những ngày gần đây, thông tin về bé Lavi, con gái Mai Phương Phùng Ngọc Huy cũng chiếm sóng các diễn đàn. Đến hôm nay, mọi người đã giảm đi sự lo lắng khi biết nhóc tỳ sẽ được cha nuôi dưỡng. Hiện tại trong thời gian này, cô gái nhỏ ở chung với hai bảo mẫu từ trước đến nay, không sống với ông bà ngoại, và Phùng Ngọc Huy cố gắng về nước để đưa con sang Mỹ đoàn tụ. Con gái Phùng Ngọc Huy được đưa về nhà mẹ ruột. Từ ngày nữ diễn viên qua đời đến nay, mọi người đều trông ngóng tin tức của Lavi. Ai cũng muốn nhóc tỳ có những ngày tháng êm đềm, tránh tổn thương về mặt tinh thần. Bên cạnh đó, những câu hỏi vô tư từ cô bé cũng khiến người lớn chạnh lòng. Mới đây nhất trên trang cá nhân của người quản lý của Mai Phương đăng tải hình ảnh mới nhất về Lavi. Anh kể rằng, nay hai chú cháu cùng hai cô Mi về nhà mẹ Phương soạn đồ chơi và những vật dụng cho con. Những lời nói câu hỏi thật hồn nhiên ngây thơ của đứa bé sắp lên 7 tuổi, thấy thật là thương cho con lắm. Quản lý mỗi ngày đều dâng cơm cho Mai Phương. Là người cận kề thân thiết với cô diễn viên trong thời gian qua, anh quản lý phần nào hiểu được những cơn đau về mặt thể xác lẫn tinh thần mà cô phải chịu đựng. Trong đám tang, anh cũng đến túc trực và là người bê di ảnh của Mai Phương trong lúc tiễn đưa. Hiện tại mỗi ngày, quản lý đều chuẩn bị mâm cơm, chay rất thịnh soạn, trái cây và nước để tưởng nhớ đến cô. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ có tình cảm rất nhiều thì mới có thể chỉn chu bày biện thế này. Con gái của Phùng Ngọc Huy còn rất ngây thơ, nghĩ rằng mẹ lên thiên đàng, mẹ đang ngủ ở một giấc sâu hay mẹ cần nghỉ ngơi vì bệnh. Gia đình cũng tránh việc giải thích sâu để sau này khi lớn Lavi tự hiểu mọi chuyện. Mong rằng những ngày tháng sắp tới đây, thiên thần nhí được nhận nhiều niềm vui may mắn. Mai Phương ở nơi xa sẽ mãi dõi theo con nhỏ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video.
Nếu thấy hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.